Hãy kể tên những siêu anh hùng mà các bạn biết trước mặt mình, đó chính là Batman thì các bạn đã biết rồi, thì các bạn kể tên bằng cách bình luận ở bên dưới nha các bạn. Rồi ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình, đó là đi tìm những hình dạng bí mật của Sonic. Và vừa rồi mình hỏi các bạn một câu hỏi, chắc tất nhiên nó có liên quan tới video này rồi, thì mình mới hỏi các bạn. Tại vì ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tìm sự thật về những hình dạng siêu anh hùng Sonic. À, hiện tại là mình đang làm Batman, thì lần trước là các bạn đã thấy rồi đúng không? Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục cuộc hành trình nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ là mình để xem coi là những người bạn của mình đâu hết rồi ta. Những người trong team 500 anh em đâu rồi? Đây, từ từ để mình te le bọt về dưới các bạn ơi. Tụi nó đang đứng dưới nó đợi mình nè. Đâu rồi? Ủa, không đứa nào vậy? Buồn chứ trời. Ôi, tụi nó đứng đợi mình, ai vậy? Tụi nó chạy đi đâu hết mất tiêu rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi tìm gọi là những siêu anh hùng nha. Mình biết một chỗ các bạn. Đâu rồi, từ mình biết một chỗ này, nhưng mà không biết là có đúng chính xác hay không. Nhưng mà mình nhớ là mình có biết. Đây, hình như là nó nằm ở đâu đây nè. Để mình xem coi. Xuống đây nè, đây rồi, chỗ này. Chỗ nào hình như là vòng dưới nước này nè. Nói chung là cứ tìm đi sẽ ra nè. À, cứ tìm đi ra các bạn. Đây. Đố các bạn đây là siêu anh hùng gì? Tia sét nha. À, đố các bạn đây siêu anh hùng gì? Đây chính là siêu anh hùng The Flash. À không, không phải là The Flash nữa, mà là Flash Sonic. Flash Sonic. À, sao? Các bạn thấy Flash Sonic và những người bạn chưa? Ngầu ghê không? Các bạn nhìn cơ thể của Flash Sonic đi. Wow, rất đẹp luôn các bạn. Wow, ê, Sonic.s kế bên mình kìa. Ôi, anh Thor Sonic nè. Còn đây là Super Idol Sonic. Nhưng mà nếu mà các bạn nhìn á, thì các bạn sẽ thấy là Flash Sonic đẹp trai hơn. Từ, theo em hả? Gọi đi đâu? Đâu, đi. Đây, bây giờ mình sẽ đi theo thanh niên này. Thanh niên này chỉ cho mình gọi là anh Thor ở đâu bạn ơi. Ở đâu? Wow, các bạn thấy Flash Sonic không? Đó, chạy cái là hả? Ở đâu em ơi? Ở đâu? À đây hả? Ui, mới tìm được The Flash mà bây giờ tìm được gọi là hạ thỏ luôn rồi. Nhưng mà mình muốn nhìn coi. À, các bạn nhìn đi, đây chính là cây búa của anh thỏ. Anh Thor cứ lộn hoài à. Đây cây búa nè. Tan. Quá ngầu luôn. Trời ơi, quay từ từ mình sẽ teleport lên đây. Đấy, để mình cho các bạn coi lại cái hình dạng này thật là kỹ nè. Đó, rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển qua anh thỏ nha. Wow, The Flash Sonic phải nói là nó đẹp thực sự luôn. Nó sấm sét, nó tú ra nhìn đã ghê. Kìa, anh thỏ kế bên nè. Đó, các bạn so sánh coi ai ngầu hơn nè. Đây là anh em song sinh Thor nha các bạn. Đó, trên tay cầm thêm một cái cây búa Thor nè. Wow, đây là Simba luôn rồi chứ không phải là song sinh nữa. Simba luôn rồi các bạn ơi. Rồi, đó, bây giờ là tụi nó chỉ mình được một cái rồi. Cảm ơn các em nhiều nha. Bây giờ mình phải tự đi tìm thêm chứ bạn. Chứ đâu có nhờ được mấy bạn này đâu. Mấy bạn này chỉ biết một vài cái chỉ mình thôi. Bây giờ mình phải đi tìm thêm. Hôm nay là mình quyết tâm là phải tìm được gọi là những cái Sonic này nha các bạn. Sonic gọi là siêu anh hùng nha. Để mình xem coi, khoan, để mình coi là ở trên đảo này mình nhớ là có một cái chỗ nào đó. Ở đâu đây nè? Có một cái chỗ nào đó gọi là cũng giống như The Flash các bạn, nhưng mà là một ở chỗ khác. Các bạn còn nhớ chỗ này không? Trên này cái cục này là Super, cái này là không phải là Super Saiyan nữa mà là cái gì? Siêu Saiyan vô cực. Đó. Rồi, đây cục bạc nữa các bạn. Đây, Silver Sonic. Nếu mà bạn nào coi cái gì mình quên mất tiêu rồi, cũng chạy nhanh như The Flash vậy đó, nhưng mà tên là Silver các bạn. Đây, quen. Đó, các bạn nhìn người đẹp ghê không? Các bạn thấy luồng sức mạnh sấm sét của Thor như thế nào? Mình phải nói là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Trời ơi, nó tuốt ra kìa. Đẹp quá đi. Rồi, bây giờ cho các bạn coi Silver là ai nha. Ôi trời ơi, các bạn ơi, hãy nhìn đây. Đây chính là Silver Sonic. Cái người nó bằng bạc hết luôn các bạn nhìn nè. Đẹp không? Wow, người cực kỳ đẹp luôn các bạn. Trời ơi, hôm nay đúng là những cái siêu anh hùng phải nói là đẹp tuyệt vời ở mặt trời luôn nha các bạn. Hồi nãy là mình lúc mới vô á, mình đã thấy có một cái Sonic rồi, nhưng mà mình chưa cho các bạn coi. Đây, đúng rồi, đúng cái chỗ mình cần rồi các bạn ơi. Trên này. Đây, bây giờ nãy giờ mình gọi là tìm thấy được một cái nè. Nhưng mà mình nói với các bạn là Sonic này nói chung là ý là đẹp, là tất cả các con đều đẹp, nhưng mà mỗi con có một cái nét đẹp khác nhau. Cái con này các bạn nhìn nó bóng đẹp không? Rất đẹp luôn, cái này là bạc nha các bạn. Ui, ngầu quá. Đâu rồi? Ở trên đây có không ta? Để mình xem coi. Trên đây không có nè các bạn ơi, nhìn kỹ trên đây không có nha. Để mình xem coi là ở đâu. À, đây. Ui, Superman. Các bạn nhìn đi, áo choàng của Superman nè. Ui,
Super Hero Sonic. Đó, một siêu anh hùng nữa. Trời ơi, nhìn cái anh chàng Sonic này là mình liên tưởng tới Sonic.x, nhưng có điều là không có cái miệng gọi là hung dữ các bạn à. Wow, nhìn hai bên của mình ngầu không? Đẹp không? Wow, Thor nè, Sonic Super Idol nè. Trời ơi, có Sonic Lava nữa, nói chung là tùm lum Sonic các bạn ơi. Đây, đằng sau lưng là đang có gọi là áo choàng nè. Đó, vậy là mình đã tìm được thêm một siêu anh hùng nữa rồi nha các bạn. What? Sonic gì mà bự vậy? Rồi, mình biết rồi, đây chính là Hulk các bạn ơi. Hulk Sonic. Rồi, siêu anh hùng, một siêu anh hùng nữa. Đây, thanh niên này đang chỉ mình đi nè, các bạn nhìn nè. Nó bự. Nó bự ghê luôn các bạn. Nhưng mà mình đang là The Flash nè các bạn ơi, mình đang đua với Hulk nè. Hulk ơi, chạy đâu? Ở đâu? Leo đây hả? Đây, hên quá, hôm nay phải nói là may mắn của mình. Tại vì mình gặp được 500 anh em chỉ cho mình các bạn. Đâu, leo lên cây này hả? Rồi, leo lên cây này các bạn ơi. Đâu, Hulk đâu? Hút đâu em ơi, hình như cái này phải không? Chính xác rồi các bạn ơi, lấy nào. Wow, hút Sonic các bạn. Rồi, để mình xuống dưới. Đây, để mình đứng trên đây luôn, biến hình cho nó ngầu nè các bạn. Đây là hút Sonic. Nếu như nó đứng một mình á, thì các bạn sẽ thấy nó rất là bình thường, nó chỉ đổi màu thôi đúng không? Nhưng mà nếu như các bạn á, cho nó đứng với một người nào đó, chẳng hạn như anh Superman này. Quá là nhỏ bé đối với anh hút Sonic luôn. Đây chính là siêu anh hùng tiếp theo nha các bạn. Wow, để mình xem coi. Hồi nãy mình nghe tụi nó nói có người sói nữa, mà người sói mình khoái lắm các bạn. Để mình hỏi tụi nó coi, ở đâu? À, leo đó hả? Leo đây đúng không? Rồi, đâu, để mình xem coi. Ôi, từ. Cái chỗ này khó leo các bạn ơi. Ui, ở đâu? Ui, các bạn nhìn cái bóng vuốt này, các bạn nhận ra đây là siêu anh hùng gì không? Đây, queo vuốt gì đó các bạn ơi. Là, ui, người sói, nói chung là vậy đó. Ê, để mình xem coi là cái tay thanh niên này có người sói hay không nè. Ngầu nha, hai bên tay là có gọi là móng vuốt nè. Thấy chưa, người sói nha các bạn. Trời ơi, sao thanh niên này không có đầu luôn vậy trời. Trời, gì ghê. Sonic không đầu kìa. Áo ma Canada luôn rồi. Đi thôi các bạn ơi, bây giờ là mình đang đi tìm gọi là hả, anh người nhện. Ôi, ở đây nè. Dễ vậy. Ôi trời. Thanh niên kia bị đẩy bay ra tốt ngoài kia luôn các bạn. Gì ghê vậy, đẩy gì dữ vậy. Né ra mấy đứa ơi, để anh. Đây, Iron Spider Sonic. Chính là cái con Sonic hồi nãy mà mình tìm được nè các bạn. Rồi, từ, để mình qua đây, mình cho các bạn coi nè. Đây, chính là cái con này nè. Không sai vào đâu được, chính là con này. Ôi, ôi, ngao kìa. Mới đi học về các bạn ơi. Nhìn nó đeo cái cặp kìa. Ủa mà nghỉ hè còn đi học gì nữa ta. Chắc là nó vô lớp để tổng kết các bạn. Đây chính là mình nè. Wow, các bạn nhìn. Đây, để mình quay cái này cho hướng này sáng cho bạn nhìn nè. Đây chính là bốn cái chân nhện mà gọi là Iron Man đã tạo ra cho Spider-Man. Đây là cái bộ đồ mà gọi là hả, kiểu như là bộ đồ bằng giống như là Iron Man vậy đó. Đó, có thể gọi là mọc ra mấy cái chân này nè. Ngầu chưa. Ở trên kia đông quá trời luôn các bạn ơi. Quá trời quá đất luôn nè. Thôi bây giờ mình đi thôi, nó tập trung đông quá. Biến hình anh thỏ đi cho nó may mắn các bạn ơi. Tìm cho nó may mắn coi. Bây giờ là hỏi mấy thanh niên này thì thanh niên thì em không nhớ. Em chỉ anh nhưng mà em không nhớ. Còn thanh niên thì em không biết. À, rồi nó nói là cây cột nào dưới đây nè. Đâu rồi. Kìa. Thấy gì không? Đã nói rồi mà. Không biết thì để anh chỉ luôn cho. Đây nè. Quỳ. Thích gáy. Gáy và cái cớp. À, thôi bây giờ mình đứng đây nè, mà đây các bạn tay lại bọc lên đây. Sau đó các bạn nhảy qua bên này. À, các bạn lưu ý ở dưới kia nè. Sau đó các bạn nhảy qua bên này. À, được chưa? Tiếp theo là các bạn nhảy một mèo xuống dưới đây luôn nè. À, hello. Ôi từ từ rồi, không được rồi. Bây giờ mình phải trở về hình người đây không hoặc là như vậy. Ở đây nè mọi người ơi. Ở đây nè. Trời ơi, Iron Man nguyên cái nón người ta ở đây mà nó kêu là nó không biết là sao. Để mình lấy cho các bạn coi nha. Wow, nhìn khá là giống gọi là hả gì nha các bạn. Đây mình trở về ở giữa để cho tụi nó nhìn, tụi nó chầm trồ các bạn, thấy không? Để tụi nó, đây mình trở về bình thường hình người nè. Anh ở đây nè mấy đứa ơi. Chầm trồ chưa các em? Hồi nãy á là Iron Spider Sonic là nó sẽ có những cái chân. Còn lần này Iron Man là sẽ có những cái này là những cái giống như là cái phản lực các bạn, để bay hoặc là để gọi là bắn tên lửa đó. À, rồi còn gì nữa không? Chứ bây giờ nhiều quá rồi, nãy giờ không biết cái nào luôn. Nãy giờ mình tìm được khá là nhiều rồi đó. Bây giờ mình sẽ tổng kết lại những siêu anh hùng mà mình đã gọi là sở hữu được cho các bạn, những siêu anh hùng Sonic nha. Đầu tiên đó là Flash Sonic, rất đẹp đúng không?
kế bên mình đó chính là anh Thỏ Sonic. Còn anh này là Lâu Sonic, hoặc được gọi là người sói Sonic nè các bạn. Đệ tử của gọi là Iron Man, Spider-Man, Iron Sonic. Đó, thấy chưa? Đây, mặc đồ nè. Nói chung không phải là đệ tử mà là chuyên nhân của Iron Man mới đúng. Còn kế bên mình đó là Hulk, thấy chưa? Hulk Sonic nha các bạn. Iron Man Sonic rất đẹp. Và đây là những cái gọi là bộ phận gọi là phản lực phía sau của Iron Man Sonic nè. Rồi còn ai nữa không ta? Bạn nào nhớ không? Còn một nhân vật của rất là đẹp đó chính là Silver Sonic. Nhân vật này cũng chạy nhanh không thua gì The Flash nha các bạn. Wow, rất là đẹp nha. Sao mà quên được anh này? Anh này chính là Superman Sonic nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu hay đừng quên lại cho mình một like, một đăng ký, một share, một subscribe, một comment. Nếu các bạn fan chính ủng hộ mình nha. Và đây chính là những siêu anh hùng Sonic mà các bạn thấy không? Rất đẹp đúng không? Cực kỳ đẹp luôn. Rồi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha các bạn. Bye bye.